Tại diễn đàn, đại diện các bên khẳng định khi các doanh nghiệp chung tay chia sẻ với người lao động và người tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ nhận được niềm tin của cộng đồng đối với sản phẩm và thương hiệu của họ. Mặt khác, họ cũng sẽ được các đối tác tin tưởng và ưu ái hơn. Khảo sát gần đây trên 24 doanh nghiệp thuộc hai ngành dệt may và da giày đã chỉ ra rằng nhờ thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, doanh thu của các doanh nghiệp này đã tăng 25%, năng suất mỗi lao động cũng tăng hơn 1,6 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hàng xuất khẩu tăng từ 94 đến 97%. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện một cách nghiêm túc trách nhiệm xã hội, thể hiện ở các hành vi gian lận trong kinh doanh hoặc báo cáo tài chính, không đảm bảo an toàn lao động, sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng hoặc cố ý gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp còn vi phạm các quy định pháp luật về lương bổng, chế độ bảo hiểm. Các đại biểu nhìn nhận rằng, để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam, thì ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, rất cần hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp làm tốt trách nhiệm xã hội,